Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Mỹ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức phiên chợ yêu thương, hỗ trợ 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là mô hình dân vận khéo của địa phương đăng ký thực hiện trong năm 2023. Phiên chợ yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ bố trí nhiều gian hàng, trưng bày các đồ dùng học tập. Đặc biệt tại phiên chợ, ban tổ chức còn bố trí gian hàng sữa bột dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi. Tổng chi phí hàng hóa tại phiên chợ hơn 18 triệu đồng, được Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã vận động hội viên và các mạnh thường quân đóng góp. Địa phương này thấy cái mô hình là phiên chợ yêu thương này thì thấy là cũng rất là cho cái những em khó khăn, không đủ điều kiện để đi học. Nay cái địa phương làm tổ chức như vậy là cho các em được đến lớp, đến trường với người ta. Hôm nay con tới phiên chợ này, con đã nhận được rất nhiều dụng cụ học tập cho năm học mới. Con cũng cảm ơn các cô chú ở đây rất nhiều. Song song với phiên chợ yêu thương, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Long Mỹ còn tổ chức phiên chợ không đồng để chia sẻ quần áo đã qua sử dụng. Mình đỡ mua lại, em biết không? Làm ăn khó khăn nhưng có nhiều ngày chị cũng đỡ. Cảm ơn nhiều, cảm ơn rất nhiều luôn. Trong năm 2023, phiên chợ yêu thương, phiên chợ không đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Long Mỹ được chọn là mô hình dân vận khéo trọng tâm của địa phương.